Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với cái video của mình. Cái video trước thì đang nói dở dang, cũng như là ngày hôm qua đang nói rất là ngon trớn, xong rồi bắt đầu ba mươi mấy phút cái tự nhiên video nó tắt, là mình phải làm tiếp một video tiếp theo nữa. Là cái video này mình đang làm video tiếp theo nữa các bạn, cho nên khi các bạn xem á, các bạn nhớ xem video trước nữa nha, để cho cái thông tin nó liền mạch nhau á ha. Rồi ok, mình sẽ nói tiếp đây ha. Vấn đề là housekeeping hả các bạn, dọn phòng khách sạn ha. Thì mình đang nói là những cái người Trung Quốc đúng không, thì khi mình dọn á, mình sẽ thấy là nói chung là khoảng 60% là người ta sẽ không có kỹ ha. Thì nhưng mà người ta cũng không phải là dạng là quá ư là quá đáng, không phải vậy. Nhưng mà chắc là tại thói quen của người ta sống rất là thoải mái, nhiều khi thoải mái quá thì nói chung là người ta cũng không có để ý gì tới dạng là cái hành động của người ta đó, ví dụ vậy. Thì nó là mình, chứ mình không có áp đặt là cái người đó là xấu tính hay là kia ha. Rồi nhưng mà cái bên cạnh đó các bạn, cũng có những người rất là ở rất là sạch các bạn. Thì điển hình như là khi mình dọn, tại thường những cái người Trung Quốc đó hình như là người ta ở đó, người ta sẽ đi làm các bạn, cứ sáng đi làm rồi chiều về, rồi nhiều khi mình dọn thứ bảy chủ nhật thì mới gặp người ta ở nhà thôi đó. Thì bữa đó hình như là thứ bảy chủ nhật gì đó mình không có nhớ nữa, nhưng mà thường thường nó như bây giờ ở công ty á, thì tiết kiệm thì nó sẽ ở là một phòng nó ở hai người, tức là hai cái giường nhỏ, mỗi người giường đó. Nhưng mà cái này là hai phòng của đứa con trai nha. Nhưng mà vô rất là sạch các bạn, từ y như là nó không có xài nhiều, rồi trong nó giữ gìn rất là sạch. Thì mình dọn mình cũng bất ngờ, ủa thường thường mấy người kia người ta ở đâu có sạch đâu, sao hai đứa này dạng là hai đứa con trai nữa. Thường thường con trai nó sẽ bê bối hơn gái các bạn, nhưng mà tự nhiên ủa sao bữa nay vô phòng này con trai mà sao thấy phòng này sạch dữ ta. Thì mình cũng hơi bất ngờ xíu nha. Đó thì đó, qua đó thì mình mới muốn nói với các bạn là người ta thì cũng có người này cũng có người kia, chứ mình không có thể là nói tất cả gom vô để mình nói chung được ha các bạn ha. Đó. Rồi thì vậy đó, nói chung là cái chủ đề này là hết rồi. Thì khi mà mình làm ở cái dọn phòng khách sạn thì đây là một cái công việc khá là nặng nhọc hả các bạn. Đó, khá là nặng nhọc. Nhưng mà khi mình làm ở trong đó, mình mới thấy được những cái gì mà trước giờ mình chưa thấy. Và mình qua những cái gì mình thấy thì mình có thể cảm nhận được, rồi mình có thể rút ra một cái vài điều gì đó. Và bây giờ mình mới là muốn chia sẻ cho các bạn ha. Nếu bạn nào mình chưa biết thì mình như là mình sẽ biết thêm. Còn những các bạn nào mình biết rồi và mình thấy các bạn thấy mình nói như vậy thì như là còn thiếu sót hay là chưa đúng cái vấn đề đó gì đó, thì các bạn có thể bình luận ở dưới đây để mà dạng là chia sẻ ngược lại cho mình, để cho mình có thể là hiểu thêm đó. Và thì video đến đây có lẽ là hết rồi ha các bạn. Và mình sẽ trở lại với những cái video tiếp theo, có thể là qua một vài chủ đề khác nhau, hoặc là vẫn là chủ đề về housekeeping đó. Thì nói chung đó là một vài trải nghiệm ha. Thì các bạn nhớ xem video, rồi các bạn đăng ký kênh YouTube của mình luôn ha. Rồi có thể là tương tác cho mình như là bình luận, hoặc là like gì, share gì đó. Mình rất là cảm kích các bạn nhiều ha. Ok, và good night, see you later. Good night, thank you.